nó bỏ ra ngoài, mình giận mình la, anh gọi điện kêu nó về. Xin mời. Mẹ vợ con rể. Chào mẹ vợ con rể. Dạ. Rồi, chào anh. Hai. Dạ chào anh. Chào cô. Dạ chào cô ạ. Dạ xin mời cô, xin mời anh ngồi ạ. Mời cô giới thiệu về mình ạ. Dạ cô, tôi là Nguyễn Thị Pha, năm nay sinh sau 1963, ở quận 8, phường 4. Dạ xin mời anh dạ, ạ. Xin chào MC Quyền Linh và MC Lê Lộc và quý vị khán giả. Em tên Hồ Minh Tâm, sinh năm 1992. Hiện tại là ở chung với mẹ vợ. Em làm rể bao năm rồi? Dạ em làm rể nếu mà tính thời điểm hiện tại là bây giờ là khoảng 5 năm. Mình có mấy bé rồi anh hả? Mình cũng có một bé, bé gái. Dạ. Lớn chưa? Dạ cũng được 4 tuổi. Cái ngày đầu tiên cô gặp con rể tương lai của mình á, cô chưa biết là con rể thì cô cảm nhận gì về chàng trai này? Con ở nhà cũng nghe con gái nó có quen bạn trai mà chưa dắt lại về nhà. Ngày bữa bán ngoài chợ cái con gái đó nó dẫn rể ra, bữa đem cơm cho mẹ ăn, nó nói mẹ bạn trai con mẹ thấy vậy thôi. Rồi nó đi cơm mẹ ăn rồi xong rồi nó gật đầu nó chào mẹ rồi mình thấy là nó giống gái mình mà quá, hai người giống một mặt á. Thấy có cảm tình, thằng này chắc mắc hiền. Dạ. Gương mặt phu thê. Phu thê vậy đó. Thằng miếu hiền ngay từ đầu luôn. Thấy nó dắt lại xong giống cái mặt con gái mình quá, thôi thấy được quá thôi kệ cho nó quen. Còn cái lần đầu tiên khi mà anh gặp mẹ vợ á, anh cảm nhận điều gì? Tại vì lần đầu tiên đứng ở ngoài ngõ không dám vô nhà. Nhưng mà khi mà ấn tượng lần đầu là do mẹ kêu thôi bây giờ kêu vô nhà ăn cơm. Lúc đó rung lắm, rung lắm. Đó, nên từ đó lấy được cái âm tình của mẹ. Rung là sợ gì mà rung? Tại vì mình lạ nước lạ cái mà quen con gái của mẹ nữa nên đâu dám vô nhà, hồi hộp lắm, lo lắng. Khi mà lần đầu tiên mà mẹ rủ thôi con vô nhà bác ăn cơm. Rồi lúc đó thấy có vô ăn không? Dạ có. Ăn mấy chén? Dạ, bữa đó là mẹ nấu hình như là nhiều lắm. Mà em ăn mấy chén? Hình như là một nồi luôn. Một nồi. Thấy có lúc còn rung không? Lúc đó là cũng còn rung. Còn ăn mà ăn một dạ, nồi luôn? Ăn một nồi luôn. Đó, nên hồi xưa là ốm lắm. Nên bây giờ mẹ kêu thôi, con cứ ăn ăn đi. Hồi xưa nó ốm, gọn, đẹp mà. Trai lắm, thấy được. Mới gả gái mà. Dạ. Phải thấy giờ chắc không gả. Thấy giờ. Nhưng ăn xong có rửa chén rửa gì phụ mẹ vợ dạ, gì không? Dạ cũng có. Ghệ mà luôn lúc nào cũng muốn lấy cái điểm á. Lấy cái điểm nhấn. Ghi điểm liền á. Dạ ghi điểm liền lắm. Dạ. Vô nhà ăn là rửa chén làm chuyện đó mà. Xuyên lúc đó thôi đúng không? Dạ. Bây giờ cũng còn xuyên nữa. Ủa vậy hả? Lúc về làm rể sao? Nói chung thì lúc về làm rể thì thấy nó cũng hơi lạ lẫm một xíu. Tại vì đâu phải nhà mình. Từ từ thì một thời gian thì nó cũng quen dần. Nó cảm thấy nó hết rung rồi. Những cái ngày đầu là hai mẹ con mình có hợp nhau không cô? Ăn rể này được, nó hiền. Mình hay nói chuyện vui, nói chuyện với nó. Mình hỏi trả lời đó à. Đi làm gì hay mình hỏi này hỏi kia, đi làm sao nó kể nghe, nó tâm sự nhiều hơn. Con gái thì ít kể hơn rể. Để tâm sự nhiều hơn ha. Mình hỏi gì trả lời, còn gái là biết nói lắm. Vậy là hợp với nhau đó. Đó. Kể hết luôn. Dạ kể hết. Hợp nhau ăn uống hợp không? Hợp luôn. Dạ. Ở nhà nấu cái gì dư dư là đưa cho nó ăn, ăn hết à. Hàng chi? Hàng chi bự. Dần khi gái nói mẹ nấu ít ít thôi. Tại vì mình muốn ăn cái gì mình ăn cái nấu phải nhiều. Không lẽ mình nấu chừng tô chén mình ăn sao phải nấu hơn chừng 2-3 tô. Mình nấu ăn dư cái vậy dành nói để lát cho Tâm về ăn. Con gái đó là mẹ ơi cái gì mẹ cũng nấu dư đủ mẹ ăn không nấu dư để cho Tâm ăn Tâm mập mà cứ mang dư ăn hoài nó còn la. Rồi cái chuyện chăm sóc cháu là hai mẹ con mình có hợp nhau không cô? Cũng hợp. Dạ. Nói là mình là sanh con mấy tháng vậy nó đi làm đi chở đồ về cái trưa ấy vậy mẹ quần tả của cái con lâu của con lâu mẹ tôi nói đó nhờ Tâm lấy đi vàng của mày mà lấy đi. Mà dẹp đi. Mà sợ nó lấy vàng cất thì mà lô mày hỏi hoài lần đầu tiên. Vậy nó lo nó sợ mẹ giặt giật á. Không hiểu để cho nó về nó giặt. Trời ơi anh tự mày. Anh tự giặt luôn hả anh hả? Dạ đúng rồi. Chưa nó đi làm giờ chưa nó về, lúc có con chưa lại về nhà, có về đi làm có chịu đi làm nữa. Thường mấy chàng rể ở nhà vợ á hay là nhạy cảm chứ nhiều khi làm rể cũng ngại đó. Dạ. Em là em ngại như thế rồi em có phụ ba mẹ ví dụ như giặt quần áo nè, lau dọn nhà cửa này kia không?
Dạ, cái lúc đầu thì hơi ngại nhưng mà theo cái thời gian dần thì nó cũng quen. Giờ dạ, vẫn làm bình thường luôn. Dạ, giờ vẫn làm bình thường. Em có giặt đồ cho mẹ vợ không? Dạ, cũng có, tại vì bỏ vô máy giặt giặt. Hết thùng em bận hụt. Anh thấy có mấy chàng rể là giặt tự giặt tay luôn á, giặt tay cho mẹ vợ luôn á. Có lần là cũng có giặt đồ cho mẹ vợ là cái lần mẹ bệnh ở nằm bệnh viện. Thì có cái nhớ cái lần đó là chỉ có giặt cho mẹ ngày đó thôi. Có giặt có ngày thôi. Dạ, chỉ có ngày thôi. Lâu lâu á, vợ bồ mình giặt ngày hai ngày vậy sao mẹ vui thôi. Dạ. Thật sự cái đó nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng dạ, vấn đề là cái niềm vui của người lớn, ta thấy trời con rể tôi giặt đồ, ta rất là cảm động. Anh với mẹ có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Mẹ hay la, ghẻ con gì cũng la hết. Nên dạ, mỗi lần mà hai đứa hay chồng mình đi làm về mà cứ mẹ cứ vừa vô mở cửa ra mẹ la rồi. Đó, nên bây giờ cả xóm với là cả bên vợ đặt cho mẹ một cái biệt danh kêu bằng sao la. Sao la? Sao la. Thì tụi em á, hai vợ chồng á, thôi đặt cho mẹ luôn, mẹ la. Cứ lưu vô điện thoại mẹ la luôn. Trời ơi, vậy luôn hả? Dạ. Nhưng mà nếu mà mẹ la là cũng có những cái mà không vừa lòng mẹ, đúng không mẹ? Đúng. Sao mẹ? Tại vì nó đi ra, nó nấu làm nhà cửa đồ dơ, nó không có dọn dẹp. Nấu ăn bài mình dọn, mình dẹp, cái mình tức bực. Bực dạ, la chứ đâu có gì. Là vậy đó. Ngày nào cũng la hết. Đâu có, đâu nữa. Đâu có. Có bao giờ mà la mà giận nó luôn không? Không, không có giận. La cho có thôi. La cho có thôi à. Nó hay, vợ chồng nó hay giận lộn á, nó giận rồi nó bỏ ra ngoài. Mình giận mình la, mình gọi điện kêu nó về. À, la là kêu nó về. Kêu nó về, về đi. Vợ chồng gì có cái lộn gì đó thì vợ mày ra trên phòng thì mày xuống đất mình nằm võng thì thôi chứ ra cửa ra đường đi làm chi. Vậy nó vậy đó. Dạ. Nó hay nóng á, nó hay nóng lắm. Vậy mà biểu đừng nóng như vậy nữa. Vợ chồng nói nhỏ nghe đừng nóng nữa, đừng bỏ ra đi, mình hay la nó vậy đó chứ. Nhưng đâu mà có ảnh nóng có khi nào ảnh la lay qua cô luôn không? Không. Nhiều vợ người hay nóng nóng mà thôi. Nhiều người đang cãi lộn nóng mà cô qua cô can cái người ta leo. Không dám đâu đúng không? Dạ không dám. Thường thì phụ nữ về làm dâu á, chồng la mẹ chồng la hay giận cuốn gói đi chứ. Mình đàn ông ai cuốn gói đi. Dạ có. Đi đâu? Dạ đi, nói chung thì giận một lúc thôi. Thì đi ra ngoài quán cà phê mình ngồi một khoảng tiếng hai tiếng đồng hồ để tĩnh tâm lại. Để cho mình thoải mái đầu óc để về. Nhớ có một lần là mẹ dặn mua sữa cho con. Và là hôm đó là em về hơi trễ. Nên mẹ trước khi bước vô là mẹ la: mày có mua sữa cho con hay không? Nói dạ con quên rồi mẹ. Dặn rồi sáng giờ không ấy. Ô, cứ la như vậy rồi em thấy cảm thấy trong lòng mình nó bực tức, bực bội. Thôi giờ con đi, thôi giờ cuốn gói con đi. Đi ra ngoài, đi ra một nước gì đó. Rồi xong rồi tĩnh tâm lại cảm thấy mình nó có lỗi quá. Thôi giờ về nhà. Thôi con xin lỗi mẹ. Tại vì tính nóng còn bồng bột còn trẻ quá. Thôi xin lỗi mẹ. Mẹ cái tính mẹ thì nói như vậy thôi, la như vậy thôi nhưng mà không có để bụng. Nhưng mẹ la đâu phải la cho mẹ, la là tại vì em không chăm sóc con của em á. Dạ đúng. Tức đó đâu phải giận mẹ đâu. Trời ơi, con nó chờ sữa mà không đem nhưng về. Nhưng mà nhiều khi công việc của anh nhiều quá sao anh nhớ nhiều, được. Nhiều chứ phải nhớ tới con chứ. Con mình còn nhỏ mà không mua sữa gì nó đói rồi nó bệnh rồi sao? Thì biết rồi, Mỹ về nhà đang đi làm về mệt cái mẹ la gì. Mệt thì mệt chứ con nó bệnh rồi sao? Nhà chờ sữa đó. Đúng rồi, nó chờ sữa. Nhỏ đâu nhưng mà có gì được. Từ từ nói. Không có từ từ được, chưa nó kịp... nói sao từ từ được. Chưa kịp vô nhà nữa la phải chứ. La cho nó nhớ rồi mày muốn mua sữa cho con. Nhưng mà tao ở rể tao quê chứ. Rể thì rể quê chứ. Quê con nó chịu chứ ai chịu. Mà này chuyện gia đình người ta chứ phải chuyện. À quên. Tao chú chửi con dữ. Chú cũng bực chứ. Dạ. Chú đặt trường hợp của cô cũng bực chứ. Này chồng ta phải chồng con đâu chú lên. Con làm gì con binh nhỏng như vậy. Người ta là thấy tội nghiệp đó. Phải chi á mà mẹ vợ la cái chuyện của nó thì không nói. Dạ. Con này mình tội đứa nhỏ nè. Dạ. Nó đói nhiều khi nó có biết gì đâu đúng không? Mà con cũng thấy tội anh á. Ta mệt. Con kêu tội nhỏ hơn. Nó còn nít. Mình phải ưu tiên nít chứ con. Trời đất ơi. Em đúng là em bình tĩnh em về em xin lỗi mẹ đó. Dạ. Còn nếu như em không bình tĩnh em bực mình em bỏ đi xong rồi mẹ cũng giận em luôn. Từ đó nó sẽ tạo ra cái mâu thuẫn, một cái vết mà gọi là khó có gọi là hàn gắn lại với nhau đó. Từ chuyện nhỏ người ta gọi là xé ra to đó. Thành ra là ở rể rất là nhạy cảm. Chính là làm dâu nó đỡ nhạy cảm hơn làm rể. Dạ. Dạ đúng. Đúng không em trai? Dạ đúng anh. Con trai bao giờ nó cũng nhạy cảm nghe hàng xóm nói
đó vì nó còn ở rể cái nghe bực mình cái về mà bà vợ nói cái gì cái là coi như cuốn gói đi luôn á. Dạ. Đấy. À, có bao giờ mà mình nghĩ rằng là mình sẽ ra riêng không? Dạ cũng có, nhiều khi mình cảm thấy trong lòng mình không có làm gì được cho mẹ, kiểu là hai vợ chồng sống ở chung với mẹ mà là không có tự lập được nên để cho mẹ lo hoài. Mày lo hết đúng dạ. không? Dạ. Nên luôn lúc nào trong tâm tưởng lúc nào cũng nghĩ thôi ra ngoài đi để cho mẹ sống thoải mái. Nhưng mà khi nghĩ lại mẹ có một mình, khi mà hai vợ chồng đi ra rồi thì mẹ lại buồn. Nên thôi bỏ ý định đó luôn. Nấu cho cô một bữa ăn nào chưa? Dạ em nhớ một lần là mẹ nằm viện bệnh cái lần đó là em nấu cháo cho mẹ. Khi mà đem vô trong bệnh viện á cho mẹ ăn thì mẹ cứ tưởng là con gái nấu. Khi mà con gái nói con rể mẹ nấu, mẹ giật mình, mẹ ngỡ ngàng. Làm lần đó em thấy mát trong lòng, tại vì chưa bao giờ mà nấu được một bữa ăn mà có một người khen. Cái hay nè, chưa chắc ngon, là em nấu ngon à. Nhưng mà mẹ cảm động về điều đó. Dạ. Đúng không cô? Dạ. Vậy mai mốt đúng có rồi. Nấu nữa không? Dạ nấu được bữa đó. Là khi nào mẹ bệnh mới nấu hả anh? Bây giờ nó có hai chuyện rất là hay nha. Một là giặt đồ đúng lần thôi. Dạ. Thứ hai là nấu cháo đúng lần thôi. Dạ. Chứng minh thôi. Ở đây á, Quỳ Linh thấy là con rể cũng rất là hiền. Dạ. Hiền. À, rất là dễ thương, gương mặt cũng rất là phúc hậu. Em làm nghề gì? À, em hiện tại là lái xe. À, tài xế hả? Dạ. Chứ tài xế nó lăn lăn, nó vừa nhăn lắm mới nó. Có không? Không. À. Giờ thì thấy chưa có đó, mà không biết sau này mình đâu có biết được. Hiền là mặt hiền đó. Dạ. Chín mấy hả? Trẻ quá. Dạ, trẻ luôn. Mới 2 mấy tuổi. Rồi có một đứa rồi, giờ có một đứa nữa là nó lo bù đầu là nuôi con rồi lấy gì đâu lăn nhăn nổi. Lúc nó lăn còn nổi rồi chi nhăn. Ngồi trước mẹ nè, dạ. Trước khán giả. Em có điều gì trăn trở hay muốn xin lỗi mẹ hay là muốn điều gì để mẹ thay đổi? Dạ em muốn nói là ở đây là bây giờ mẹ đã lo cho con cái nhiều rồi. Bây giờ cũng mong mẹ muốn cho mẹ là sống một mình thôi, bản thân mẹ đi. Đừng lo cho con cái nữa, bây giờ mẹ muốn đi đâu mẹ đi. Không có ràng buộc con cái con cháu nữa. Như vậy thì mẹ thoải mái, em chỉ mong vậy thôi. Nhưng lâu cũng chở mẹ đi chơi này dạ chứ. Cũng có. À, khi mẹ đi một mình mẹ cũng buồn à, tổ chức đi du lịch cho mẹ nữa ha. Dạ. Còn cô muốn điều gì mà muốn nói với con rể của mình không? Mẹ muốn như rể của mẹ thì cũng lo nuôi con, lo làm nuôi vợ vậy thôi, chứ đừng nhậu nhẹt ngoài đường được. Nhậu khuya vậy thôi quá. Đừng nói vậy thôi, chứ mẹ muốn như vô đó thôi. Là tháng nó nhậu mấy lần? Đi làm những khi lâu lâu có bạn bè rủ đi tuần lễ đi ngày. Tuần lễ có ngày cũng sao đâu. Có ngày vậy chứ không phải mỗi ngày. Kệ nó, cho nó giao du anh em tài xế nhau lâu lâu, tuần này cũng nhàn này, tuần kia nhàn kia ha. Dạ. Nhưng mà nhậu nói thí dụ như hẹn mẹ 12 giờ hay 1 giờ cho mẹ yên tâm. Rồi cái mình về đúng giờ đó là mẹ khỏe thôi. Dạ, rút kinh nghiệm mà mỗi lần đi nhậu là báo trước thôi, mẹ 11 giờ con về nha mẹ. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn gia đình ngày hôm nay rất là nhiều. Linh, hôm nay mới gặp Quỳnh Linh trong một live đẹp. Giống TV không cô? Giống, đẹp trai quá. Cảm ơn cô. Dạ. Chúc cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công nha. Chúc gia đình hạnh phúc mãi mãi luôn. Dạ. Thành công ha. Chúc Quỳnh Linh và Lê Lộc chúc vui vẻ khỏe. Dạ, cảm ơn cô. Dạ.